Lý Nhã Kỳ đi xe sang xách túi Hermes dự hội nghị. Diễn viên kiều nữ và đại gia chọn tay thời trang quý phái khi dự hội nghị của ngành kim hoàn đá quý. Sau khi xuất hiện trên thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016, Lý Nhã Kỳ tiếp tục ở lại Hà Nội để dự hội nghị thượng đỉnh của Hội Kim hoàn đá quý ASEAN. Cô đang là Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam. Người đẹp được nhân viên đưa đón bằng xế hộp sang trọng đến địa điểm diễn ra chương trình. Là người giàu có, mỗi lần đi event, cụ đại sứ luôn vác hàng hiệu lên người để khẳng định gu thời trang đẳng cấp của mình. Chiều ngày 6 tháng 11, không chỉ mặc nằm đi giày đắt đỏ, cô còn xách túi Hermes Sandrio thời thượng. Với vai trò mới, Lý Nhã Kỳ rất tích cực giới thiệu ngành kim hoàn đá quý Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bận rộn với công việc kinh doanh nên nàng kiều nữ chưa có ý định quay trở lại màn ảnh. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!